Con chào bố Cầm. Dạ, con chào bác Cầm. Thì cũng Chào thằng con. Chờ cái tao, tao gửi mày qua cái này, mày đọc được không? Tôi gửi cho mày cái này, tất nhiên là ở đây nó có một nguồn tin nha. Chính xác là hai y tá ở Mỹ bán chứng nhận giấy đã tiêm vaccine rồi đó. Rồi có kiếm được 22 triệu mốt đô la. Dạ, Thì ở cái đây bài là đó mình con cũng đã đọc rồi ạ. thì thường thường thì cái đám dân chú cuội ở Việt Nam mình đó, nó hay tha thán cái đồ mà cái vụ mà vaccine, cái vụ mà Đông Á hay Việt Á gì Việt Nam mình nó khá nó than nó khóc quá trời quá đất rồi mà nó nói không phải lo không có đi nói lên cái chính quyền mà luôn rồi gì các cổng cho vô vô nhà binh vực cho mấy người cán bộ rồi gì gì đúng ngồi canh cửa canh hàng rào với nhà cán bộ rồi tụi mà nó làm như là đất nước Việt Nam mình với lại thằng mình nói một cách khác đi nữa trên tất cả các mọi lĩnh vực ở đất nước Việt Nam mình có thì đất nước Việt các trên thế giới đều có cả kể cả tham nhũng rồi đủ thứ cả mà đây là mình lấy thằng Mỹ mình làm tiêu đề là bởi vì thường là thì nó hay lấy Mỹ ra nó làm một cái tiêu chí giống như một định hướng giống như kiểu như là kim chỉ nam được cái gì Mỹ tốt là luôn nó khen gút trời nó nói Mỹ không có tham nhũng rồi vaccine này rồi mà không có biển thủ công quỹ không có lạm quân nói chung là không tất tật bật điều là tốt hết á thì rồi người ta đưa ra cái bằng chứng là có báo đài rằng mà có chứng tích là hai y tá ở Mỹ quốc khoát rồi 2,1 triệu đô la nha đủ với cái không phải tiền Việt nha mình nhớ kỹ mà nhớ giùm tao thử tiền Việt là bao nhiêu tiền là bài tính là khoai là mấy mấy ngàn tỷ không thì nói như vậy để cho hiểu rằng ở ngộ lắm cái chỗ này là thế như là cái gì mà ở Việt Nam mình nó xảy ra mà nó đưa ra nó ngồi nó than nó khóc là do báo đài chính thống của Việt Nam mình đưa ra nó mới biết nó đúng vậy không Trung có nghĩa là vậy có nghĩa là chừng nào mà báo đài Việt Nam mình không đưa ra thì nó than nó khóc mà đúng có nghĩa là vậy mình nó nói là Việt Nam mình là che giấu tội phạm một đồng lõa hay là đủ cái gì gọi là đấu đá quyền lực đại hán tôi nói chung bao nhiêu đủ đủ thứ nhưng mà khi đưa ra thì nó cũng vịnh cớ nó nói rồi mà vậy thế chưa Việt Nam mình về rồi đủ thứ cái gì xương máu tiền thế của dân nó thì bao nhiêu tội lỗi đổ dồn như thì ở Mỹ này nó cũng vậy thôi cũng dính líu về cái vụ vaccine với lại cái vụ tiêm ngừa thì ta cũng đã nói về mới đây thì có hai y tá Mỹ vừa làm giấy giả để mà biển thủ bà y tá là cái gì y tá là cũng là một nhân viên trực thuộc như Bộ Y tế Mỹ chứ đâu phải người thường như tao đâu sẽ làm được mấy chuyện đó đúng không vậy là cái thằng Mỹ này đủ má nó cũng vậy sao tao không thấy ai nào than khóc hết trơn đủ má nó không nào than khóc cho đủ thừa đủ má về ăn tiền thế của dân này kia các cái tao tao buồn cười chứ đó đó tao tính đi xuống tao đi biểu tình đủ má bà đủ má chưa có ai đi biểu tình tao rủ mà trắng con mai là dám đi mày đủ có kỳ cục đủ Đấu quá đủ tranh má Mỹ đó đi đúng không bố, đó xong dọ xuống đấu tranh đi. anh đi đủ má sao không nói đủ má bị gác cổng cho cái hàng rào nhà cán bộ đi đủ má cười lớp tôi buồn cười này đủ khi cục mà phải chi ta giấu giếm á thì mà nó nói thì câu đó cũng còn có lý chút cái này ta công khai ta minh bạch người ta khởi tố người ta làm đưa ra vụ án rồi không đủ quá nó định như cô đó nó nói nó chửi à đủ mà mày canh hàng rào nhà cán bộ rồi các cá đủ thứ trong khi đó thằng Mỹ này nó gấp mấy trăm mấy chục lần mày nghĩ đi 2,1 triệu đô la chứ không phải là 2,2 triệu tiền Việt Nam mày dâng lên chúng ta số tiền đó coi 1 triệu đô la là 23.000 tỷ 2,1 triệu là mấy 23.000 tỷ 46.000 tỷ 2,1 triệu nữa là coi như là cũng nói chung là tính là số ngàn tỷ á chứ nó không có cái chuyện về ấy ô mấy giờ sao tao thấy nào than khóc hết trơn ta đủ kỳ cục đủ cá gì cục cái này đủ tao tính kéo tao rủ tụi bay ê tụi bay đi biểu tình mày biểu tình là trung biểu tình không đủ đi xuống với tao đủ má tao dẫn đi tao như cờ đủ má khóc đủ má tụi bay ăn tiền thế của dân mà nó không làm được gì tụi bay đủ bòn rút đủ thứ sâu bọt của xã hội một đất nước không đủ tù lum ra chửi bới tao đây đủ má tôi sợ đủ má ra ngoài kia chửi bới mà đủ ôm đồ máu chạy về đủ công việc bạch đẽo mà không chạy về được cái đủ nằm gục tại chỗ luôn đủ đó vỡ sọ não đủ Thì rồi cười con đang định chia sẻ đó bác Cầm, có nghĩa là lúc nãy anh Thơ Quang cũng nói là cái vấn đề mà không cần các anh phải biểu tình, mà các anh chỉ cần là các anh meeting thôi, các anh kêu gọi các cái nhà sản xuất vaccine là ủng hộ cho Việt Nam thôi,
các anh không bao giờ dám làm những việc đó, không cần phải biểu tình mà các anh chỉ làm những hành Đúng động rồi. đó thôi, thì con nghĩ khả năng là những cái thành phần đó chắc bị mấy cái công ty dược đó, nó gõ đầu cho chắc chắc chạy không kịp. Tù má nó là mất xác luôn, xương cũng không còn chứ đừng nói xác rồi. Mà nhớ kỹ một cái điều này nè, đụng chạm tới quyền lợi lợi ích của nước Mỹ là tiêu. Để ta nói cho mày nghe một cái điều này nè, cả một quốc gia còn tiêu, đừng nói ba lùm cơm. Cái lý do chiến tranh của thằng Iraq nó đơn giản lắm, mà hồi xưa từ dưới mà không ai nghĩ ra, là bởi vì cái thằng Iraq nó không có, nó đòi, nó nói cái bộ câu một thôi mà nó tiêu tù vậy, là nó không xài tiền đô la và nó xài tiền, nó không dùng tiền đô la để mà nó bán dầu hoặc là trao đổi dầu. Mà nhớ cái vụ đó không Trung? Đúng rồi, đúng rồi. Nó mà tẩy chay cái đồng đô la là xong, đồ má nước Iraq đồ má thành bình địa liền. Cũng cũng Để cũng chơi vì mà thấy lợi ích ghê quốc ghê ghê gia không? cả thôi. Dạ, Đúng, cũng vì chính xác vì lợi ích quốc gia đó, cả. đúng chính vì cái đó thành ra ta buồn cười ở cái chỗ là cỡ nào nó cũng chơi. Mày không xài tiền tao phải không, bởi vì tao là hàng giờ đa bá chủ mà, đồng tiền đô la là đồng tiền ngự trị trên Không, cỏ trên tất cả. nó chính xác cái bố cầm, nó chính xác bố cầm với chung á, thực ra là cũng chẳng lợi ích quốc gia gì đâu, mà phải nói là lợi ích của nhóm tài phiệt nó Thì mới chính chính xác xác. đúng, Dạ. đồng ý, nhưng mà nó nằm ở trong nước Mỹ thì mình gọi là nước Mỹ đi, mình gọi là lợi ích Dạ. của nước Mỹ đi, đó là vậy cho nó gọn. Còn cái vấn đề mà coi như là tư bản lợi ích của tài phiệt là cái chuyện đó, từ riêng người Việt mình hồi xưa giờ cũng có người biết, mà cũng có người người ta cố tình đánh đá khái niệm, người ta giả bộ ta không biết cả cái chuyện cho là ghi đi. Thì sẵn cái dịp này có hai người y tá mà coi thuộc dạng kêu bằng lũng đoạn đụng vấn đề y tế của nước Mỹ này nè, đụng vấn đề bị mới bị bắt thì quốc phạt là 2 triệu mốt đô la. Thì ở cuộc đời này không có gì mà không làm mà có ăn cả. Thì Vâng. mình biết mình muốn hưởng về về già về lâu dài để mình hưởng thụ, thì ngay bây giờ mình còn trẻ mình phải cực lực lao động. Nó một cách khác là mình phải lao động mình kiếm tiền, nó thằng vậy. Việt Nam ta ngay bây giờ phát triển rất là dữ dội, và tất cả ta nói rồi, tất cả các mặt hàng, những cái gì mà Vâng. của thế giới có là Việt Nam có, không có cái Vâng. gì đi. Chỉ có điều anh có tiền anh mua hay là không. Vâng Tôi vâng nói vâng vâng. cho mày hiểu rằng khi anh muốn có tiền để anh kiếm hiểu một cái gì đó của Việt Nam mà của nước ngoài có, thì anh phải lao động. Đơn giản vậy thôi chứ không mẹ. Anh đừng có nói về đủ mấy Việt Nam tao giàu có là tao đi về giống tao ngửa tay tao nằm chờ xuống đụng rồi chết mẹ nữa đủ. Anh thì Đúng rồi, có đúng giàu đúng. đủ đúng không? Chứ có nhiều thằng nó buồn cười, có nhiều thằng nó buồn cười, nó có tưởng tượng là nó ảo tưởng mà nó nghĩ là đi ra nước ngoài là cái nằm ăn đồ má là nhà nước lo hết đồ má, làm gì có cái chuyện đó trời, đồ nước mà nó còn tính tiền nữa, đồ ở đó đồ khổ, nước mưa mà nó còn tính tiền nữa, nó ở mãi lắm, tụi nó khổ lắm, tụi nó mới nhảy ra. Ở Việt Nam mình ba cái chuyện mà lôm côm, ba cái chuyện mà y tế thì thì tao đã chí tao đã đăng một cái bài mà có cô hai cô y tá Mỹ đã có phản là kêu làm lũng loạn đồ mà tên rồi, coi như là tiền thế của dân Mỹ, cho nên vì cái đó là chúng ta lên biểu tình ta cũng bỏ qua luôn. Bây giờ nhắc lại cái chuyện này coi như là cái nghệ sĩ mà coi như là nghệ sĩ đi, chứ còn từ từ mình sẽ làm có những cái chuyện hài rất ư buồn cười. Ở đây thì ta sẽ cho mày nghe hoặc là mày coi một cái clip mà cái này ta đăng cũng nói chung là cũng khá là lâu rồi, vì mình chọn phải lại đây là như là chắc tụi bay cũng biết là đây là như là MC Việt Thảo thì phải. Đúng rồi Việt Thảo. Vâng, chào Đây. Vị Đúng rồi, ok, Thảo. chờ mày nghe. Để Vâng, vâng, không mình vâng. cho nó nghe để mình chi để mình chứng chỉnh mình mới hiểu được cái người nghệ sĩ chân chính là như thế nào. Cho Dạ. nghe nè. Có nhiều fan hỏi Việt Thảo. Nghe Việt rõ. Thảo nghĩ gì? Nghe rõ có, con nghe rõ. Hiện nay là khán giả có nuôi người nghệ sĩ hay không? Việt Thảo xin trả lời bằng cái suy nghĩ riêng của mình và xin chỉ trả lời riêng các fan của mình mà thôi. Vâng. Việt Thảo đã tham gia văn nghệ hơn 40 năm rồi. Và trong suốt 40 năm đó, tôi sống, tôi có cái ăn cái mặc, trong đó có sự đóng góp của khán thính giả. Cho nên đối với tôi, chính khán thính giả đã nuôi tôi cho đến ngày hôm nay. Cái những nuôi mà họ còn dưỡng nữa. Cho nên tôi mới có tên tuổi MC Việt Thảo cho đến ngày hôm nay. Nếu họ không dưỡng và không nuôi, tôi không còn làm MC nữa đâu. Tôi Vâng là một vâng người tham gia văn nghệ không có
sân khấu cũng như trường diễn viên múa hay đạo diễn hay là điện ảnh gì hết. Cho nên tôi không có một cái bằng cấp cùng trường hợp nào về vấn đề văn nghệ, về lãnh vực văn nghệ. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay tôi có một cái bằng mà không cắt từ các trường lớp mà nó được cắt từ khán thính giả. Đó là cái bằng lòng của khán thính giả dành cho tôi. Đối với tôi, cái người nghệ sĩ cần phải có đạo đức của người nghệ sĩ. Cái đạo đức đó đánh giá bằng tấm lòng phục vụ và cái cách cư xử cũng như tư cách của người nghệ sĩ đối với quần chúng, đối với khán thính giả. Người nghệ sĩ không phải là món hàng để trao đổi, buôn qua bán lại, mà người nghệ sĩ nếu là chân chính phải hết lòng phục vụ khán thính giả, và ngược lại khán thính giả sẽ cho mình cái mà họ đón nhận được từ người nghệ sĩ dành đến cho họ. Đó là tấm lòng của khán thính giả dành cho người nghệ sĩ. Người nghệ sĩ chân chính, theo dịch thảo, không được đòi hỏi một cái gì ở khán thính giả cả, và phải hết lòng phục vụ cho mọi người. Đó là dịch thảo nghĩ như vậy. Tôi xin lỗi, tôi không bắt trường hợp ra. Tôi... Nghe chút thôi. Đấy. Nãy giờ cũng nghe bác Cầm với anh chia sẻ, thì trước khi em xuống thì em có một chút như thế này. Em cũng lên hơi lâu rồi, cũng để anh em khác lên chứ cũng không cũng muộn. Thì về cái vấn đề mà bác Cầm có chia sẻ về cái trường hợp mà hai y tá ở Mỹ mà người ta làm giả cái giấy chứng nhận đã tiêm COVID mà chiếm đoạt 2,1 triệu đô la đó. Thì cái vấn đề này anh em mình có thể nhìn nhận như thế này. Đó cũng là, chúng ta biết được cái thông tin đó là do chính phủ Mỹ người ta công bố, đúng không ạ? Công bố cũng như các cái vấn đề khác ở trong nước Việt Nam thì cũng do là gì, chính phủ công bố thông qua các cái kênh thông tin báo chí thì chúng ta mới biết được. Và chúng ta biết được ở đây là gì, biết được những hành vi đó là hành vi sai trái, lên án và đã bị pháp luật xử lý dù ở bất kỳ quốc gia nào ấy. Nhưng mà chúng ta cũng không hề đưa những cái thông tin đó không phải lên để đả kích nước Mỹ, bởi vì cái này nó không phải là do lỗi của nước Mỹ ấy, không phải là do lỗi của đảng nào cả, mà đây là do lỗi của cá nhân anh vi phạm pháp luật và bị chế tài của pháp luật xử lý. Và chúng ta cũng không hề đả kích cái vấn đề đó, nó liên quan đến chính phủ, và chúng ta cũng không chửi bới, cũng không là bài trừ hay nói xấu gì nước Mỹ cả. Mà chúng ta phải hiểu là đây nó là cái nhận thức của con người, người ta khi mà người ta đã ghét rồi thì bất kỳ cái vấn đề gì xảy ra thì người ta cũng đổ cho nhà nước. Đấy, thì cũng chia sẻ như vậy để mọi người có thể nhìn nhận một cách thấu đáo là gì. Khi chúng ta làm bắt các cái đối tượng sai phạm thì chúng ta phải hiểu là đó là gì ạ? Sự vào cuộc của nhà nước và sự nghiêm minh của pháp luật, chứ không có sự bao che hay dung túng ở đây. Và cái việc tham ô hay là cái việc tham nhũng hay cái lừa gạt gì đó của hai cô y tá thì cái số tiền so với tiền Việt Nam của chúng ta rất là lớn, đúng không ạ? Đấy, rất là lớn. Nhưng mà chúng ta cũng không hề, chúng ta chỉ nêu lên đây là gì để thấy được là gì, dù ở bất kỳ quốc gia nào thì khi anh vi phạm cũng bị xử lý theo pháp luật. Đó thì chúng ta đấy, thế... nhìn nhận một cách nó khách quan về cái vấn đề này. Đấy là em chia sẻ thêm một chút như vậy thôi. Thì em cũng lên live tương đối lâu, thì em xin phép xuống trước. Thì con xin chào bác Cầm, chào khách mời anh cơ quan cũng như là tất cả mọi người. Có đồng tình với quan điểm của con 100%.